Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 9 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phạt Medi Việt Nam 2024 là sự kiện quốc tế chuyên ngành y tế lớn nhất Việt Nam vừa khai mạc, quy tụ 1.000 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia triển lãm PharMedi Việt Nam 2024, sự kiện quốc tế chuyên ngành y tế lớn nhất Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần phát triển Spa Viên Mỹ giới thiệu đa dạng các nội thất, dụng cụ, vật tư, thảo dược, chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh, nhất là khách hàng được trải nghiệm liệu trình nhiếp tích dưỡng sinh giúp cân bằng hình thể, cải thiện các tình trạng cong, vẹo cuộc sống và giảm đau nhức tê bì. Các giải pháp này sẽ giúp cho giải quyết các cái vấn đề mà thường gặp phổ biến cho người hiện đại, chẳng hạn như các cái vấn đề về đau nhức tê bì tay chân, mà đặc biệt nhất là các giải pháp này là nó sẽ mang lại hiệu quả có thể thấy ngay. Trải qua hơn 18 năm thành lập, đến nay Viên Mỹ mang đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, công nghệ tối ưu, phục vụ chuyên nghiệp, giúp chủ đầu tư spa sở hữu những thiết bị hiện đại, học hỏi và áp dụng các liệu trình làm đẹp hiệu quả nhất.